rồi rảnh rỗi quay cái cặp xi nhan cho khách, vì khách yêu cầu quay thì mình quay cái này để chuẩn bị gửi cho khách. Đây là cặp xi nhan sao của 8186 đó, bên trong và bên ngoài. Cái này còn rất là đẹp nha đó. Cặp này mình vừa lấy về, hiện giờ mình đang còn có một cặp này thôi nha các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 2, mình quay giống ngày 7 tháng 2. Thì đây là 8186 nó xài chung cái tay xi nhan sao này. Còn đối với cái chụp thì 81 đời đầu nó xài cái chụp này, còn 86 nó xài chụp này. Nhưng mà hai thằng này nó như sao, 81 đời đầu nó xài này, 81 đời cuối nó chuyển qua thằng đây, còn thằng 86 thì bắt đầu nó chuyển lại ở đây rồi. Vậy thì nếu mà mấy anh chị nào mà xài xe cấp 86 thì chúng ta sử dụng cái chụp này ha. Còn nếu mà xe mình là 81 thì phải coi thử nó là cái đời nào, đời đầu hay đời cuối thì chúng ta xài chụp này hay là chụp này, chụp tròn hay chụp bông ha. Nếu là 81 đời đầu thì dùng cái chụp này, còn 81 đời cuối thì nó sẽ dùng cái chụp bông. Đây là chỉ dành riêng cho 81 thôi nha. Hiện giờ bên mình đang có một số cái chụp này đó, thì mấy anh chị làm đưa thì qua lựa, bên mình mua thì qua lựa thoải mái. Còn nếu mà mấy anh chị mua qua mạng thì mình sẽ lựa cái đẹp nhất mình ship trước rồi cái cũ tính sao ha, chứ mình không có lấy cái cũ mình bán trước, thì lúc bán là lúc nào ưu tiên cái đẹp đấy. Các bạn thấy cái đẹp, còn những cái như vậy nó cũ thì mình cũng để lại thôi. Đây là 81. Một đống luôn nè. Có thể gửi thoải mái. Đó, hàng sắp hết rồi đó. Cơm hoài mà được có nhiều đó. Muốn mua thêm nữa cũng không ra đâu nha các bạn. Mình kiếm cũng banh luôn cả, tất cả mọi kho đều dồn vậy hết rồi. Đó, cái này dành vẫn còn đẹp, chân vẫn còn đẹp. Không, dây nhỏ vẫn còn. Rồi, vậy thôi. Các bạn có nhu cầu mua vô tình viên xe cấp thầy cứ liên hệ với mình. Cái này là hàng mình test để chuẩn bị gửi cho khách.